gì sáng mình làm chả đi quên nè chị. Cá măng mà tiếng Anh nó là lady fish, để mình làm mở ra mình cạo ra để mình làm chả, hay là tối nay thì sẽ làm nem, nem cá rất là ngon. Đây là chả cá, cái lá cá này là gọi là cá măng, cái nguyễn cá này đã cắt đầu cắt đuôi hết rồi để cho nó ráo nó làm sao mình mới làm được. Con cá này gọi là cá gì chị? Cá măng. Cá măng hả? Đây là con cá măng nè. Khi mà đi ở Mỹ là lady fish. Lady fish. Dạ, lady fish là cá của đàn bà, sao gọi là cá măng ta? Dạ, cá măng. Chỉ có bên này mới có thôi, em, Oregon không có chị đâu. Chị đưa em cái này cho nó rộng rộng để đó, để làm. Khi mà về là chị phải cắt đầu, cắt đuôi hết. À, đây con cá đây. À, cá này làm chả rất là ngon. À, trước khi mà mình đi mình làm mình phải cạo cái dãy nó ra rồi mình cắt đầu cắt đuôi. Đây là con cá măng mà tiếng Anh gọi là lady fish. Nó rất là ngon. Đây là con cá đây. Nó nhỏ, nó ốm như đây nhưng mà cái thịt của nó rất là trắng, ngon hơn là con cá thác lát luôn á. Đây là chuẩn bị những cái đồ nghề để mình làm cá chả. Cái dĩa nè, một cái thớt nè, một cái dao nè, một cái muỗng để làm cá chả. Tại vì khi mà cá về á, mình làm sẵn nó đi. Bên này nó có loại gọi là cá chả. Mình làm sẵn nó đi, mình rửa. Làm sẵn rồi bắt đầu mình cắt ra, chút nữa sẽ cho coi một con cá chả là mình làm chả. Đây. Không, chị có mang cái bao tay ra. Trước hết đó là con cá này đây, chị phải cắt ra, chị phải xẻ như đây. Cái dao nó phải thiệt là bén đó. Giống như người ta ta xẻ người ta làm sushi vậy đó. Ta xẻ giống như người ta xẻ mà cái filet. Giống filet. Bây giờ em để qua đêm á, em biết không? Con cá này mình đi câu về ở đây nó câu để về. Để qua đêm cái thịt nó dẻo thấy ngon không? Dạ. Yeah. Thì mình phải làm mình để trong ngăn tủ lạnh, nhưng mà không phải là ngăn đá nha, bên một bên mà để qua một đêm thì cái thịt của nó khô lại phải không chị? Cho nên mình để làm liền thì nó chèm bẹp hả? À, không có, mình làm liền cái thịt nó còn dính cái xương, nó khó cạo. À, đây là chị phải để qua một đêm rồi đây. Giống như thác lát Việt Nam. Cá thác lát đây hả? Mà mấy người làm biển là biết con cá này là cá măng. Mà tại vì cá măng Việt Nam mình có chứ không có đó, mà mấy người ta bắt được là người ta để nhà người ta ăn. Yeah. Chứ người ta không có cắt ra cũng phải biết cách cắt, tại vì cái xương của nó phải không chị, giống như cá bẹ vậy gì. Dạ, yeah, giống như cá bẹ vậy đó, phải biết cách cắt chứ không. Mà chị cắt ra rồi là chị để ngoài gì thì phải biết cách cắt ngay, cho nên không biết cách cắt đó là để là nó sẽ xương nó sẽ dính chị, vô cái thịt. Chị lạng mấy cái chị cạo cho em. Dạ, yeah, chị cạo cho em quen cái này đó. Rồi chị cắt này chị rất là hay luôn á. Này là chị Hai, này là chị chuyên nghiệp cắt rồi. À, cái này là nghề lắm rồi. Nghề lắm rồi. Trời, mới học đầu vậy cắt cũng đâu được phải không? Không được, học nhiều người lắm đó. Đó, chị là rất là nghề rồi, chị mới làm được vậy đó, thấy chưa? Chứ không phải như ai. Đưa em cắt là không có được đâu á, tại vì mình đâu có biết mình cắt nó dính xương lum la hết đó. Đó, chị cắt ra là cái xương nó nằm trong này, cái máu nó nằm trong này luôn, bởi vậy không dính một chút xíu xương, không dính một chút xíu máu nào hết trơn á. Chứ còn dính máu dính xương vô là nó tanh với lại nó ấy. Đó, với lại mất công gỡ xương nữa, thấy chưa? Chị cắt phải nói xương. Là tới bữa nay là không biết bao nhiêu ngàn con cá rồi đó. Cái này được có ngàn rồi đó, còn hơn cả ngàn con cá nữa đó. À, thấy chưa, chị cắt rất là tuyệt vời luôn. Bây giờ cắt là không có dính một miếng xương luôn á. Đây là cái miếng cá mà chị đã cắt ra rồi đó, nó không có dính một miếng xương nữa, làm hai luôn. Một bên này á là đó, đây là nữa mình cạo lấy cái thịt thôi, còn cái xương mình bỏ. Cái thịt nó rất là trắng, nó rất là ngon, như là cá thác lát nó không có mùi tanh hôi gì hết á, nó rất là ngon mà nó dai nữa, nếu mình bóp mình nhồi nhiều thì nó dai lắm.
có mùi cá chứ không phải là không mùi có mùi cá, nhưng mà nó không có tanh, nó tanh, nó tanh chịu không nổi rồi đó em. Nó tanh là chị không có làm được đâu chị, bởi vậy chị nói nó tanh là chị không có ai được ăn hết. Với lại cái thịt của nó trắng nữa, còn cá bẹ là cái thịt nó đen thùi à. Nó tanh là không có ai được ăn hết. Đó, như vậy đó là chút xíu nữa là bây giờ để lên cái này. Tiếp tục đó, bây giờ mình cái da mình cũng phải đánh dãy cho nó sạch đi. Đó. Chị có người làm không có đánh dãy, nhưng mà chị đi đánh dãy chị tại không vì có nếu làm mà không có đánh dãy mình cạo nó dính cái dãy ở trong cái thịt. Dính cái dãy thịt mà chị vậy chị không có thích. Bởi vì chị ăn cái gì hả? Ai mà ăn ăn cá mà chị cho hay chị làm hả là sướng lắm. Không dãy, không không, không có xương, không có dãy mà không có gì hết. Mà làm là làm chị rửa nước biển không, chị không có có rửa nước nước ngọt, nên chị về con cá nó giống như là mà ở câu mới vừa câu lên thôi. Nó fresh. Cái dao này cũng phải là cái dao chuyên nghiệp mà dao nhà chị hay là trời nó bén vô cùng bén, tại anh có cái đồ mài dao. Chờ, bén ghê lắm nó mới được. Chứ không thôi mà nếu mà dao lục nó cắt nó bày nhầy không vậy ha? Cắt nó không có được ngọt. Bày nhầy thì cũng không có, bày nhầy có lâu không được. Nó rất là ngon luôn. Hồi xưa chị đâu biết làm đâu, anh Dương phải làm cái này cho chị không nè. Ôi hả, anh Dương cắt cho chị hả? À, anh cắt mà cắt làm đôi vậy. Nên chị nó dính máu em biết không? Cắt làm đôi nó dính máu. Rồi nó không có nó không có chứ không có phải là một cái miếng thịt hay cái miếng xương giữa. Dạ. Để ra hai miếng. Bây giờ chị đây là cái miếng cá mà chị đã cắt ra rồi đó, nó không có dính một miếng xương nữa, làm hai luôn. Một bên này á là đó. Đây là nửa mình cạo lấy cái thịt thôi. Lấy cái thịt thôi, còn cái xương mình bỏ. Cái thịt nó rất là trắng, nó rất là ngon. Như là cá thác lát nó không có mùi tanh hôi gì hết á. Nó rất là ngon. Mà nó dai nữa, nếu mình bóp mình nhồi nhiều thì nó dai lắm. Nên là bắt đầu là chị lấy miếng con cá hồi nãy mình phi lê ra đó, cắt ra đó, bắt đầu chị cạo này. Đây là chị cạo là chị cạo cái xương này trước nè. Bây giờ thịt không anh thấy không? Dạ, đó thấy chưa, cái thịt nó ngon đi chưa? Đó, nó trắng như vậy đó, khi mà làm nó cũng trắng vậy đó. Dạ, đó, chị cạo con cá đó. Xương, bởi vì cái xương nó nhiều thịt lắm. Cái xương đó. Cái đó này đó. Mình chỉ lấy cái thịt thôi. Còn chị để như vậy á là cái máu nó đông vô trong này hết rồi, mình không có lấy ra chút xíu máu nè. Đó, đó như vậy đó. Chị cạo con cá đó. Cái xương nó dính hết ở trong con cá rồi. Dạ, cái xương là cũng giống như nó một bên là nó còn cái xương nó còn nguyên nè, xương quá trời xương nè, thấy không? Đó, xương đó, đó. Thì xương là thấy chưa? Xương, bởi vậy Mỹ nó đâu có ăn đâu. Nó đâu biết cách làm như mình đâu, nó nấu nó không có biết làm không? Mình mà mình làm bán cho Mỹ không cũng good lắm anh. Nó mà ai dạy cho nó ăn là thôi thấy hết sảy luôn. Mấy cái này là thịt không mà, thịt không à, không có ấy. Con cá đó tuy là nó nhỏ nhưng mà khi mình cạo nó ra cái thịt của nó rất là ngon. Thịt còn nó khi mình ngon nấu hết ra mình ăn đó là cái rất là nhiều xương, thành ra người ta chỉ làm chả thôi. Hồi xưa chị đi câu gì chị đâu biết làm chả, thì chị làm sao? Chị không biết làm, chị biết là cái cá này nó ai cũng nói cái cá này ngon lắm. Rồi chị gì làm mà có đều làm thì nó hơi cực một chút xíu, tại vì mình nấu ra mình ăn nó xương giống cá bẹ vậy phải không chị? Dạ, nấu ra mà cái thịt nó không có ngon bằng cá bẹ, tại vì cái thịt nó sảm. Rồi hả? Mà làm chả thì nó rất là ngon. Nhưng mà cá bẹ thì nó có sớ, em biết không? Cái này cũng giống như cái cục tạ ấy vậy, giống như cục bột vậy đó. Em nấu ra là giống như bột nó sảm mà nó dùng nó không có ngon. Nó không có ngon, mà nhồi ra làm chả thì nó rất là ngon. Đó, bây giờ cái này cá này làm chả rất là ngon. Mà ăn nó thì nó không có ngon, thành ra khi người ta câu vậy thì chỉ làm chả thôi. Làm chả. Thành ra mấy người Mỹ người ta câu được người ta cho mình hết trơn phải không chị? Ừ, người ta cho. Bởi vậy có đôi khi mà người ta có cá mà chị gặp mà có mấy người mà người ta cho chị. Bởi vậy ngầm qua chị với anh chị làm là tới 10 gần 50 con cá luôn. Dạ, tại tay nhiều khi người ta cho. Người ta câu được có cá là chị hưởng hết. Mà hồi xưa có cái ông kia là mấy người Việt Nam vô đó là xin hết. Cái này mình phải có cái công mình làm nè đó. Giờ mình cạo hết đó, con cá, một con cá ra. Nó tuy là nó nhỏ nhưng mà mình cạo ra mình cũng được chừng này cũng được phần tư phao rồi, em cũng gần được nửa phao rồi, con bự đó. Đó.
Thí dụ như bên này chị bán là một phao nhiêu tiền? 7 đồng. 7 đồng chị bán là 7 đồng nhưng mà người ta bán tới có đôi khi chị bán nhiều hơn. Chị không có bán cho ai hết trơn, chị bán cho một người bạn như thôi. Có nghĩa là con cá mình làm ra mình bán cũng được 3 đồng thí dụ vậy đi, phải không? Dạ. Yeah. Nhưng mà cái công cái cán của mình ở trong đó nhưng mà công nó nhiều lắm chứ không có có phải là ấy. Cái có này nghĩa là một công... con cá gì á là được thí dụ mình làm nấu ăn cũng được bữa lắm. Ăn rồi. Dạ. Yeah. Nếu mà làm ở trong nhà thì mình nấu phao nè, làm như vậy cũng được nấu canh rồi. Bạn biết cái này hay là ấy ướp vô đây hả, là làm nước lèo bỏ vô nấu canh ngót, trời không có gì ngon bằng. Đó như vậy là sau này là cái miếng cục miếng cá này mình dục bỏ luôn đó. Đó mình không có làm để mình chỉ mình lấy không cái có thịt thôi. Lấy cái thịt thôi. Đó. Để chị vô chị lấy cho em. Đó sau khi mình cạo cá xong đây là một cái đây là cái thịt nè. Đó. Ngon lắm. Đó. Thịt này thịt cá này nó dai mà nó trắng mà nó thơm đó. nó không có hôi tanh gì hết trơn nè, trắng phao luôn á. Là cái này là cái miếng là cái cục cá chả. Sau khi mình cạo xong nó là như vậy đây, nó rất là ngon. Khi mà mình làm mình ăn mình ướp thì vô, đó. Mình ướp gia vị để hành tỏi này kia vô hành thành là mình nấu canh hay bất cứ làm gì cũng rất là ngon. Quay bao quát cho mọi người thấy này. Đầu tiên là cái cá gọi là cá măng mà người Mỹ gọi là lady fish. Mình câu về có cá này về, chỉ có bên này mới có thôi, Oregon không có. Cạo dãy, cắt đầu cắt đuôi, mình để trong tủ lạnh mà không có để ngăn đá nha, cho ngày hôm sau cho cá nó ráo đi. Nó ráo đi nó đừng có rất là tươi thì khó cạo. Bắt đầu cắt ra. Đó là mình ra mình phi lê ra. Đó mình phi lê ra, mình phi lê cái này ra xong mình đó cạo. Đó là thế giới của con cá. Để là mình làm cục chả đây. Mình cạo ra một con cá đây là nó được khoảng chừng nửa phao. Đó mình cạo ra xong rồi cái mình cúa, mình gói lại ra trong cái giấy kiến. Gói từ cục như vậy đây, một cục như vậy là một phao nè. Đó. Là hai gặp hai hay ba con cá phao thì xong mình để trong ngăn đá mình ăn hoài luôn. Bên này thì chị nếu mà chị hai mà chị có bán cho người ta là một cục như vậy là 7 đồng. Đó, rất là ngon, thơm. Đó, thấy chưa? Một phao 7 đồng, cái này xong mình để ngăn đá mình ăn hoài luôn. Rất là ngon. Và 7 đồng nó rẻ hơn. Là hai dĩa cá mình sau khi mình cạo ra nó như thế này đây. Thấy chưa? Nó ngon dữ sợ không? Ngon dữ sợ không? Đó. Đây là dĩa cá sau khi mình cạo ra rồi nó tươi ngon vậy luôn á. Bắt đầu mình mới quấn lại, mình lấy giấy muỗng quấn lại mình để vô ngăn đá mình ăn thôi. Dạ. Yeah. Chỉ cần từ một cái một cục vậy một phao á. Dạ. Một cái cân một cục vậy là một phao nè, quá chừng ngon chưa, tươi rói luôn á. Này là còn nguyên chất luôn, không có ướp gì hết trơn. Khi mà mình ăn mình ướp. Dạ, ăn mình ướp, mình cạo là mình ướp. Mình ăn mới ướp này là một phao nè. Chưa tới một phao. Đó, một phao chị ông có làm gì? dư chút xíu vậy đó. Chút xíu vậy đó. Dạ. Cá này nó giống y như là cá thác lát chứ nó không có mùi gì hết mà nó trắng như này đây mà nó dai nữa. Trời, cá thác lát tanh dữ lắm ạ. Rồi cá thác lát thì nó tanh, rồi cá này nó không có tanh nó gì hết đó, nó ngon lắm. Mà người ta làm mà nếu mà người ta bỏ cái vô nó cũng tanh lên hơn. Còn mình cạo, mình cạo cũng thấy không có xương nhiều nữa. Không có ít xương lắm. Chị hả? Chị làm chị kỹ lắm em biết không? Mấy cái này cái trắng trắng này em biết cái gì trong đó không? Trong cái phía trong của cái đúng da rồi, đó. Đâu có cái, đâu có gì đâu. Đâu có gì đâu. Bỏ trong đó không có sao. Đây là 8 phao cá là mình đã cạo ra được rồi đó. Nhưng mà cá thì mình cắt đầu cắt đuôi hết là 12 phao. Nhưng mà nếu mình không cắt đầu cắt đuôi á thì em nghĩ rằng nó chắc 17 phao, mà bên này nó bán một phao là 2 đồng. Cho 17 phao đi mà mình cạo ra mấy công cán mình làm cực lắm á nha. Rồi mình được 8 phao thịt nè, nhưng mà bên này chị Dương nó chỉ bán rất là rẻ, có 7 đồng phao thôi mà cá rất là ngon. Đó, đó.
Đây là sản phẩm của chị Dương làm ra đây tuyệt vời. Đây mời quý vị coi nhé. Bye bye.